nhận hàng kiểm tra. Mấy anh thợ công trình thử máy bắn vít bê tông 21V. Như mọi người, đây là máy khoan pin bê tông, khách hàng đang kiểm tra này. Đúng rồi, nhưng mà ý là chơi cái máy ấy luôn, chơi cái máy đắm chất lượng ok nhất. Và tiếp theo đó là máy khoan của cô bé. Mọi người ha, nghe tiếng máy của máy khoan cô bé này. Nguyên một lô hàng từ máy nắn khí, máy cắt sắt cho máy hàng. Các sản phẩm cao cấp đều được hội tụ ở các anh em công trình nha. Máy mài, máy mài cốt.